cao luôn. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình lại quay trở lại với con kênh hôm bữa đây các bạn này. Hôm ngày hôm nay thì ở đây quy tụ một dàn máy, toàn dàn máy siêu sao ở đây các bạn. Đấy, thì hôm nay đây là một cây cầu đã trải qua rất là nhiều năm gắn bó với người dân ở nơi đây. Một cây cầu có tuổi thọ khoảng 30 năm. Bây giờ cây cầu này cũ, không còn phục vụ được cho người dân nữa, nên là bên công trình họ thi công họ phá bỏ đi để thay vào đó là những cây cầu mới các bạn ạ, cây cầu mới đẹp và khang trang hơn. Đấy, hiện tại thì một bác lái Komatsu PC200 cần dài đang dùng gầu để đỡ cái dầm các bạn ạ. Phần còn lại là xe cẩu thì họ đang cẩu những cái thanh dầm gác ngang lên. Một cây cầu đã qua rất là nhiều năm sử dụng, bây giờ phá đi để thay vào đó là cây cầu mới. Wow, wow, quả dầm mà rất là to. Đây, cây cầu này rộng bắc liền qua bên kia. Đây là quá trình thi công tháo dỡ cái cầu này bạn này. Một cây cầu có tuổi đời rất là lâu đối với người dân ở nơi đây. Một cây cầu biết bao nhiêu kỷ niệm. Tập trung bây giờ ở đây thì máy sẽ tập trung để tháo dỡ cái dầm cầu này ra bạn ạ. Cái dầm cầu thì nó đang gác được với nhau, nó đang dính liền, thì không biết là bác tài chúng ta phải cắt đi hay là bổ đây. Bác tài đang đẩy những cái dầm ở phía trên các bạn kìa, đẩy những cái dầm phía trên để máy tiến sát vào sâu trong hơn để bổ cho nó đứt cái dầm ra. Một con cần dài đang đứng để hỗ trợ một bác lái cẩu. Một cây cầu cũ gắn bó nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây đang dần dần được tháo dỡ bỏ để thay vào đó là một cây cầu to hơn, đẹp hơn, khang trang hơn. Cây cầu này đã được làm từ lâu đời rồi nhưng mà vẫn bền và chắc lắm các bạn. Đấy, bắt đầu bổ này, bác tài cho nó bổ này. Theo cái nó lộn sông không nhá. Cẩn thận bổ đổ là đổ cả dầm luôn. Đó, đang nhấc lên này, nâng lên này. Rồi, trời. Đứt không? Sắt to lắm, không đứt ở đâu, phải cắt thôi. Chờ cắt thôi các bạn ạ. Đấy, chờ cắt, chờ công nhân vào cắt nhé. Đấy, sau một hồi thì các bác lại quyết định không cắt, phải nâng cao lên để cho cái dầm nó bẻ xéo thì sắt nó mới đứt được các bạn ạ. Đấy, các bác quyết định là tì gầu vào để máy cẩu có thể nâng lên. Nâng lên, nâng lại là nó gãy. Thì bây giờ điện ở đây cắt hết rồi, không có điện để cắt. Dầm vỡ các đoạn đấy, chắc không khả thi đâu. Bây giờ nếu mà không cắt, mà không may thì nó rơi cả bộ cái dầm xuống sông thì như vậy thì nó sẽ khó cho cái việc là nhấc lên.
Đấy, bác tài chơi cái bài là bổ các bạn ạ, bổ vào giữa cái mép và hai cái thanh nối nhau cho cây sắt nó có thể dễ dàng gãy. Wow, wow. Rồi, không biết có rơi không nhá. Sắt đã lộ ra. Giật đây là hai cây song song với nhau là tổng cộng là 2 4 6 cái các bạn. 6 cái. Sau một hồi đập phá không thành công thì mấy cậu đang thử cậu lên cao thôi nè. Không được rồi. Quyết định của bên công trường là phải cắt các bạn ạ. Phải cắt thôi. Đó, sau khi đã cắt xong thì một cây dầm đã được cẩu lên rồi các bạn ạ. Bây giờ xe Ford đang đứng chờ sẵn ở phía bên kia đường. Bây giờ là xe cẩu phối hợp là cẩu lên trên con xe Ford kiêm xe chở hàng kia luôn. Quá cao luôn, trời ơi. Quá nguy hiểm. Cái phần này là do là ở xa quá nên là họ sẽ dùng con cẩu tự hành này để cẩu các bạn nha. Không dùng con cần dài kia. Con cần dài kia chỉ đứng gần để hỗ trợ thôi. Đây, các bác thợ công nhân thì đang miệt mài để cắt nốt cái khúc dầm nối với nhau đây. Ở phần bên tay trái các bạn đây. Phần bên tay trái, bên bờ kênh bên này thì có một con Komatsu PC200. Đã đến giờ là nghỉ làm việc thì bác tài đã nghỉ. Kế bên trên kia thì có một con Hyundai 140 được ghép trừ 9S phía xa xa đấy. Là bác tài đang tranh thủ để dọn dẹp nốt để lấy đường ra cho người ta đi lại. Đây, công việc bạn thấy không? Đây, có một cái khúc cầu huyền thoại 30 năm này, tập trung rất là nhiều máy móc với trang thiết bị ở đây để làm việc. Đây, một tập đoàn lớn, mỗi người một công việc. Máy đằng kia thì san sửa đường cho người dân đi lại. Máy bên này thì hỗ trợ đỡ phần dầm cầu. Cẩu thì đang cẩu những cái đốt dầm cầu lên trên xe. Làm nhanh như chống giặc các bạn ạ. Cái thanh đầu tiên thì các bác đang kê lại. Cái dầm cầu này thì sau này có thể sử dụng lại được, có thể là kê để làm một cái cầu nhỏ nhỏ nào đấy. Theo mình có hỏi thì người dân nơi đây gọi là khi mà phá cái cây cầu này đi thì họ cũng rất là buồn với tiếc nuối. Nhiều người thì cũng đã tranh thủ chụp được vài bức ảnh và kiểu ảnh về đêm. Đây là một cây cầu của giáo xứ Noel. Đấy, một giáo xứ thì cây cầu này gắn liền biết bao nhiêu kỷ niệm. Cũng may có nhiều người họ đã kịp thời chụp được những bức ảnh đẹp để lưu giữ lại cái kỷ niệm của cây cầu gắn bó với người ta 30 năm rồi. Có nhiều người thì cây cầu này thì từ thuở sinh ra đã có rồi. Có người thì cây cầu này bằng tuổi của một người đời người đấy, tức là cái tuổi của cầu cũng đã bằng tuổi của một người rồi, nên là rất là nhiều người luyến tiếc khi cây cầu này được dỡ bỏ các bạn. Thì ở phía phần bên tay trái các bạn ơi, phần này thì mấu cầu ở bên này đã được phá đấy, bên này thì đã được con Komatsu PC200 này phá rồi. Duy nhất là chỉ còn vài đốt bên kia thì bây giờ thì con 200 cần dài sẽ hỗ trợ một ít, còn bao nhiêu là máy cẩu sẽ cẩu.
khá là xa, dài như thế này thì một cái dầm cầu đầu tiên được cầu xong xuôi. Bây giờ thì tiếp tục bác lái cầu chúng ta sẽ tiến hành cầu những cái đốt dầm tiếp theo. Những dầm cầu từng cái một lần lượt được dỡ ra. Thì hiện tại ở đằng sau lưng mình đây các bạn ạ, ở bên kia đường thì do là một cái đường cộng lớn người ta đi nên là người dân người ta không đứng được. Nhưng mà ở đằng phía sau lưng mình đây thì rất nhiều người ta đang đứng, người ta xem rằng là cái cây cầu này được tháo dỡ từng mảnh như nào. Tại vì đây cũng là nơi gắn bó với người ta rất là nhiều kỷ niệm. Đây mình quay cho các bạn xem đằng sau nhé. Đó, thấy không? Rất là đông người. Đây là chỉ một góc thôi, còn một góc phía đằng sau cũng rất là đông người. Cần già của chúng ta đã khởi động máy để đậu gọn máy vào. Đấy, tiếp tục một đốt dầm cầu nữa đã được lên. Ui 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 ui, vướng dây rồi, vướng dây rồi. Quá khủng khiếp luôn. Thấy cao không? Cao dã man luôn. Chỉ còn khoảng 4 đốt nữa thôi là cây cầu này sẽ được phá bỏ hoàn toàn. Trước mắt thì họ chỉ có giữ cái dầm cầu ra trước thôi các bạn nhé. Đấy, còn những cái mố cầu thì sẽ phải dùng máy để đục ra. Nếu như cái mố này mà nông thì có thể là dùng nhiều máy đến để cậy lên. Còn nếu như mà cái mố này quá cứng thì bắt buộc là phải dùng đục thì mới có thể đục được. Tiếp tục là một cái dầm cầu nữa các bạn ạ. Đấy. Cái dầm cầu này thì có khả năng là hơi xa. Rồi, trông này, đấy, một quả cầu được tháo dỡ dần dần. Đây, rất là nhiều dàn máy khủng, rất là nhiều con máy đẹp quy tụ vào đây để phá bỏ cái cầu có nhiều năm tuổi này. Với các cây cầu khác thì đây có lẽ là một cây cầu bé tuổi, nhưng mà với người dân nơi đây và với khu vực quanh đây, đây là một con cầu đã có rất là nhiều năm tuổi rồi. Đây, các bác đang xem là để móc được cái kia nha. Hết giờ lao động. Đã hết giờ lao động, con cần dài kia đã di chuyển về lán trại để đậu nghỉ.
Trong khi đó thì máy cẩu vẫn tiếp tục cẩu những cái đốt dầm cầu đi. Ui giời, ui giời. Lơ lửng luôn. Wow. Dầm cầu thứ 3. Đốt thứ 3. Đốt thứ 3 đã được khẩu lên. Đây là cái dầm cầu thứ 4. Dầm cầu là dầm cầu này thứ 4 các bạn ạ. Đấy, đang được các ông công nhân móc lại để tiếp tục cẩu lên con xe kia. Cái dầm cầu này là cũng là cái dầm cầu xa. Cái này nếu như mà không có vướng dây điện ấy thì cậu cũng rất là nhanh thôi. Nhưng đây là đã do nó vướng dây điện nên là khi cậu phải nâng cao quá dây điện nên là nó hơi lâu một chút các bạn ạ. Dính rồi à, không dính. Hơi lệch một chút xíu. Do móc dây nó bị lệch một chút xíu. Ui ta, rồi lên. Không biết là gì, bị dính sắt hay là gì. Chạm vào dây điện rồi. Móc lại cáp các bạn ạ, móc lại cáp. Cáp móc không đều. Do cáp móc không đều, bây giờ các bác công nhân sẽ chỉnh lại cái cáp một chút xíu. Giữa một đầu ra để nhấc lên đã. Ý ra, vướng một cây sắt. Rồi. Cây dầm thứ 4. Cây này thì hơi vất vả một chút. Thì vẫn đi rồi. Em quay đưa lên truyền hình đã. Đúng rồi. Anh điều khiển rồi. Lên là có mấy triệu đấy. Mấy triệu cây đấy rồi. Cây này mới mua 3 triệu này. Dầm cầu thứ 4. Cây này chết rồi. Khô rồi.
Có đánh cây cầu thì đánh thôi. Ông cầm cái xẻng vào trong nhà. Sau này sếp xem lại biết là cây cầu bị phá như nào rồi. Không. Không cả ông cái nào chết đâu. Đấy, cái cây cầu dầm thứ tư. Quá cao luôn. Tại thời điểm này thì chỉ còn 2 dầm nữa thôi. À, đây là cây thứ 5 các bạn nha. Cây thứ 5. Như vậy là sau cây này duy nhất chỉ còn một cây nữa là cái cây cầu này đã được giữ bỏ hoàn toàn. Quá cao luôn. Đây là cái thanh dầm thứ 6, cũng là thanh dầm cuối cùng. Thanh dầm này được cẩu lên kết thúc một cái quy trình phá giữ hoàn toàn cây cầu này các bạn ạ. Duy nhất chỉ còn lại mấy mấu cầu thì sẽ được đội ngũ thợ máy, đội ngũ máy công trình lớn sẽ phá vào một thời gian sớm nhất các bạn ạ. Đấy, kết thúc một quá trình tháo giữ hoàn toàn cây cầu có tuổi thọ lâu năm, cây cầu có nhiều kỷ niệm đối với người dân nơi đây. Như vậy video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo. Kết thúc.